Minh Đức. So với đội đối thủ thì đội chúng mình cao hơn một cái đầu. Thăng Long. Đây anh. Vượt ngàn gian nan. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi chúng ta sẽ đến với bộ câu hỏi môn vật lý ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần? Ở đội này à? Đáp án của đội là A, dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian. Đáp án chính xác. Câu chuyện không lãi. Câu thứ hai ạ, lực tác dụng lên bề mặt tiếp xúc của vật với bề mặt giữ cho vật đứng yên gọi là gì? Xin Thăng Long ạ. Từ từ thôi em. Lực ma sát nhỉ? Đáp án chính xác. Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động gì? C. Đáp án chính xác. Chết rồi anh ơi, 3-0 rồi á. Môn tiếp theo là môn hóa học ạ. Phân lớp P của nguyên tử có thể có nhiều nhất bao nhiêu electron? Xin Thăng Long ạ. 6 ạ. Đáp án chính xác. Wow! Thiên tài hóa học đây rồi. Wow! Em bấm nhẹ em trả lời được. Wow! Em đặt tay gần bên kia đã tay sắp rồi. Thổ độ rồi. Không được dùng bình thủy tinh để đựng dung dịch axit nào dưới đây? Xin Thăng Long ạ. HFC. Đáp án chính xác. Wow! Dãy gồm các kim loại nào sau đây thường được sản xuất bằng phương pháp thủy luyện? Xin Thăng Long ạ. Đáp án B. Đáp án chính xác. Đáp án C ạ. Câu trả lời chính xác. Hiện giờ tỷ số đang là 4-2 nghiêng về đội anh Minh Phúc ạ. Chúng mình sẽ đến với môn thi cuối cùng là sinh học ạ. Gen là một đoạn của phân tử ADN. Kim Thăng Long ạ. À. Câu trả lời chính xác. Wow! Giỏi quá em ơi, giỏi quá, giỏi quá. Thành phần nào là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào? Vẫn là Kim Thăng Long ạ. Nhân tế bào. Đáp án chính xác. Wow! Wow! Ôi em ơi, em giỏi quá à. Em ơi, anh tin em. Anh tin em. Chúng mình sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ạ. Đặc trưng nào sau đây là đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật? Đội Thăng Long ạ. Gọi đặc trưng câu C. Đáp án chưa chính xác ạ. À, tỷ lệ giới tính. Năm bốn thôi mà, cũng chính xác mà. Ok, kết quả chung cuộc ạ, tỷ số là 5-4 nghiêng về đội anh Minh Múc và Minh Đức. Và đội chúng mình thi đấu rất vui và xin cảm ơn nhà tài trợ Sephonet vì món quà này. Và hãy nhớ đăng ký S-Student của Sephonet nha. Trường đấu S-Channel. Chúng tôi là đội Hoa Cải Đỏ, thành phố Hải Phòng. Thông tin các bạn cũng về chợ sắt mà hỏi Huy là ai? Không ai cũng biết. Slogan của chúng mình là Giang Cường. Làm nên lịch sử. 3, 2, 1, bắt đầu. Theo quy định của pháp luật, trừ những trường hợp bị cấm, công dân từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì có quyền ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân? Đội anh Huy ạ. 21 tuổi ạ. 21 tuổi là đáp án chính xác. Ôi trời ơi. Chắc gì đội này đã biết là 21 tuổi mà bấm. Chắc là 18, 21 rồi đấy. Mày chắc nói 18 chứ gì, tao có lạ gì. Sao anh biết? Bởi vì tao định đoán như thế. Anh M và anh T hợp tác với nhau buôn bán ngà voi. Việc làm của hai anh trái với hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây? Đội của anh Huy ạ. À. Tôn thủ pháp luật. Đáp án ai là đáp án chính xác? Ôi trời ơi. Nhưng mà vấn đề mình không bấm được ấy. Anh không là chắc rồi. Và anh Quy yêu nhau đã được 2 năm. Đến khi hai người bàn tính chuyện kết hôn thì mẹ chị N nhất định không đồng ý vì cho rằng nhà anh Quy nghèo, không môn đăng hộ đối, bắt chị N lấy anh T là một chủ doanh nghiệp. Anh T đã nhiều lần đến nhà chị N quà cáp để lấy lòng mẹ chị N và xúi giục mẹ chị N ngăn cản hôn nhân của chị N và anh Quy, đồng thời còn nói xấu nhằm xúc phạm đến danh dự của anh Quy. Trong trường hợp trên thì những ai đã vi phạm pháp luật? Vẫn là đội anh Huy ạ. Đáp án C. Đáp án C. Ôi giời ơi. Cái chỗ này không em không bấm nữa. Không bấm được bây giờ. Liệt kê hai điểm cực của Việt Nam. Đội của anh Huy ạ. Vũng Tàu, Hà Giang và Mũi Cà Mau. Mũi Cà Mau.
chấp nhận đáp án này ạ. Ấy giời ơi. Mình sẽ đến với câu hỏi thứ 5 nha. Loại gió nào là nguyên nhân chính tạo nên mùa khô ở Nam Bộ nước ta? Đội của Nam Cường ạ. Đáp án B là đáp án chính xác. Ôi, kinh nhờ, kinh nhờ. Cộng 1 điểm đầu tiên cho đội Nam Cường và Joy. Tỷ số bây giờ đang là 4-1 ạ. Ôi giời ơi. Cái này thì đầu tiên là chỉ có cơ hội nữa. Không sao đâu, mình có thể làm lại nào. Cảng cửa lò thuộc tỉnh nào? Nam Cường ạ. Nghệ An. Chính xác. Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là? Em. Báo Thanh niên ạ. D. Báo Thanh niên. Đáp án B. B là đáp án chính xác. Oh, ôi trời ơi. Nhưng mà 5 câu rồi. Một trong những nội dung của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954 do Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra là? Đó là độ của anh Huy ạ. Thì bọn mình xin cảm ơn SoHS đã cùng đồng hành trường đấu 2024. Hãy đăng ký S-Student của SoHS nha.